Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Sutoki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Hexit này nha. Và ở tập trước ấy thì mình đã dừng chân tại cái tòa thành này. Và phía dưới mình là đang là một cái con pháp sư ấy. Mình đang đánh nhau với nó. Nó quánh mình hư mất tiêu cây kiếm luôn rồi. Đó, giờ mình sẽ xuống đây và tiêu diệt luôn. Nó trâu lắm luôn á, nó còn 4 mấy máu này. Đó, giờ mình sẽ gán tiêu diệt nó một cái. Nó có khả năng là triệu hồi mấy cái con skeleton ấy. Ui da, nó quánh một hồi là mình bị buồn nôn nữa nè. Đó, ui, cố lên, cố lên, xong rồi. Ôi, buồn nôn. Cái hiệu ứng buồn nôn này nó quay mòng luôn. Rồi, để mình nhặt được một cái xương máu hay gì nè. Và một cái hạt giống gì đó. Và bây giờ mình sẽ qua bên đây để lấy hết đồ luôn nha. Tại vì mình có qua bên đây nè và nhặt được một ít cái khoáng sản ấy ở trong mấy cái quầy bán đồ. Và ở bên trong giống như là cái vương miện của cái con phù thủy hồi nãy vậy. Và nó có được một ít cái khoáng sản, mình sẽ lấy hết luôn. Đó, và cái bên đây lấy luôn. Cái này gì nè, pin thoát. Pin thoát à, lượm luôn. Đó, và giờ thì mình có được 16 cái pho sắt. Để một xíu mình sẽ chế tạo một cây kiếm mới nè, làm một cái ủng cũng như là một cái nón nha. Wow, có mắt của Ender luôn. Wow, và một ít cái thức ăn. Wow, và mắt của Ender. Ui, trên đây vẫn còn hả? Ui, trên đây vẫn còn. Wow, lên trên luôn coi. Ủa, trên đây hết luôn rồi. Nhưng mà cái mắt của Ender là mình có thể làm được kiếm hay sao ấy. Để mình coi nào. Cái này nè, mắt của Ender. Hình như có một cây kiếm làm từ mắt của Ender thì phải. Nè, khiên nè. Đây, cây kiếm Ender Giant Sword nè. Wow, cây kiếm này hơi bị mạnh luôn á. Cung Ender nữa. Vậy là cái mắt của Ender này rất là cần thiết luôn. Vậy là mình sẽ cắt nó vào cái rương quan trọng này. Cao quá, không biết nhảy xuống có ngõm không nữa. Và ở bên ngoài tòa thành thì hình như cũng có rương nữa. Đây nè, có rương nè. Một cái ba lô bự, một cái position step giống như cây gậy gì à. Ủa, cái này làm gì? Ủa, cái này để đánh à? Ơ, cây này chắc là để đánh ấy. Rồi ok. Thì mình sẽ khám phá nốt ở xung quanh cái đá, coi còn cái rương nào không. Mình nhớ không lầm là xung quanh đây còn rương á. Ui. Dưới đây còn. Để đánh thử. Đánh nè. Ui, cây này đánh gây hiệu ứng hay sao á. Ui, đúng rồi, cây này đánh, cái cây gậy của mình á là đánh gây hiệu ứng á. Quýnh con này nó bay quá trời luôn, tại vì nó có đánh mặt lùi ấy. Đó, cắt bớt đồ vô cái ba lô bự coi. Wow, chứa rất là nhiều đồ nè. Búp, đó, gọn gàng rồi. Và bên trong này là cái gì ta? Cái này làm sao mà nó có mấy cái cục. Ui, mất tiêu cây cúp rồi. Cây cúp đây, đó, đập ra. Bên trong này còn chỗ đi nữa hả? Coi đuốc đâu rồi. Đuốc đây. Ui, ở ngoài còn có Ripper nữa cơ. Bên đây chỉ là một căn hầm trống thôi. Kệ Ripper đi, không đụng vô nó đâu, đụng nó nổ nữa. Như bên đây vẫn còn rương nè, để kiểm tra hết cái đã. Để không thôi bỏ sót rương thì phí lắm. Như hồi nãy ấy, mình nhặt được nguyên một cái ba lô luôn. Nó bành kỳ. Rồi. Đập tường được không ta? Để mình thử đập tường coi. Đập tường được. Hồi nãy mình thấy đâu có một cái rương đâu bên đây nè. Đây, đúng rồi, nó giấu ở bên ngoài ấy. Wow, redstone emerald. Vậy là bây giờ mình có được khá mấy cái quặng ở mấy cái phôi sắt rồi đó. Để mình coi được tổng cộng là bao nhiêu. Mình đã được tổng cộng là 23 cái rồi. Vậy là mình có thể làm được một cái cây kiếm mới, không cần phải dùng cái cây gậy kia. Cây gậy đánh không có mạnh này. Crafting station nè, mình sẽ chế một cái mình cần thêm gỗ đây. Đó, mình sẽ đặt vào đây và bước. Đó, chúng ta đã có lại cây kiếm bự rồi. Kế tiếp thì mình sẽ làm một cái ủng nè và một cái nón như vậy. Nó vậy thì giáp của mình nó sẽ mạnh hơn. Rồi, giờ thì ngủ một cái. Cái giường mình cắt vô rương nào ta? Đây, cái giường đây. Ngồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nha. Và ở đây thì chúng ta cần phải tìm thật là nhiều cái hexical. Và hiện tại thì hình như mình chỉ mới có 4 hay 5 cái thôi, 4 cái thôi. Còn một cái ở làng nữa, khi nào mình quay về làng thì mình sẽ lấy luôn cái đó để mình còn nhanh chóng chế tạo được mấy cái set đồ nữa. Có cái set đồ thì mình sẽ dễ dàng đi phiêu lưu hơn. Tại vì mỗi set đồ thì nó sẽ có một cái búp riêng ấy. Đó, và đây có con cá sấu hay nè, để mình thử quánh nó luôn. Quýnh nè, quýnh. Cá sấu hả? Rồi nó rơi ra cái gì đây? Scale cái da cá sấu. da cá sấu làm được đồ nè. Vậy là một xíu mình gặp cá sấu mình phải tiêu diệt rồi.
hươu cao cổ. Thôi thôi không nên đụng đâu. Hươu cao cổ sợ mình nó quánh mình. Với lại hươu cao cổ bình thường đâu có quánh đâu. Tốt nhất là không nên đụng vào. Và giờ thì mình sẽ coi ở đây là có một cái hồ. Coi đây còn cái công trình không? Tại vì bây giờ mình định đi mai ấy. Ở đây nó có một cái nhà bự bự nè. Để mình vòng bển coi nhà này nhà của ai nhá. Hay là cái công trình gì. Ui, ở đây có một cái tòa thành nữa. Ui, xem ném lọt hố rồi. À, một cái nhà. Ui, cái nhà nhìn cũng ok nhờ. Biết đâu mình lại vào đó ấy. Rồi mình sẽ kiểu như là sửa lại ở đó luôn cũng được. Và đây là một cái tòa thành của con Reaper. À, có con Blaze luôn kìa. Được á, mình sẽ kiểu như tiêu diệt con Blaze và làm cái kiếm Ender luôn. Wow, được. Rồi, đầu tiên cần phải diệt cái đám ở phía trên trước cái đã. Con nhện này bay vô luôn. Con ui suýt nữa. Ui bị nhện độc nữa chứ. Wow, nó trong nó bắn ra quá trời rồi. Mình có 12 cái. Ui xong đạp spawn nó lẹ. Nó một cái, hai cái, ba cái và bốn cái, xong rồi. Tầng trên đã xong rồi đó. Giờ mình sẽ bắt đầu đi tầng tèn xuống phía dưới nhá. Đánh con Blaze lâu lâu cứ chui lên trên hoài luôn ấy. Đánh nè. Ui đông quá. Chạy. Ui, dạ. Ui không có xu nước không được rồi. Và mình đã có được một cái que của quỳ lửa rồi đó. Giờ mình sẽ làm một cái xô nước đi. Chứ không thôi là không có chú như là dập lửa được. May mà mấy con Blaze nó bắn không có chính xác á. Rồi xuống dưới lại nè. Lần hôm nay chơi liều luôn. Đánh chiếm tòa thành này kiếm thêm đồ các bạn ơi. Chứ giờ đồ mình cụ bắp quá. Quýnh nè. Ripper. Nguy hiểm quá. Mình đồ mình yếu mà sợ con Ripper nó nổ cực luôn. À, ấy chặn. Bắn nè. Ui đây bình đồ Blaze. Đập. Lẹ cố lên, dán đập, làm liều luôn. Đập ra nè, cúp mình cồi quá. Ui. Cố lên. Đừng có bắn nữa. Rồi dập. Tiêu diệt nè. Cái con Blaze này bắn cây trái ngoài à. Bắn cây trái hả? Khi nào mình có đồ thì mình sẽ làm một cây cung bắn mấy con Blaze này cho nó nhanh. Ui Blaze nè, dập lửa. Rồi còn một con nữa. Xong rồi. Cố lên. Còn ui mình được cái quyển gì nè. Ơ, chưa có bài là gì đây? À một quyển sách thôi, mình cứ tưởng. Ui dạ. Ui. Lọt hố. Dập lửa. Ui đi bị lọt xuống chứ. Mấy cái này cái tòa thành nó bị lủng quá trời á. Thành ra ui dạ. Ui sợ quá. Đập liều nè, nhào ra đập liền nè. Đập. Một cái. Ui nó spawn nó rồi. Ao. Ui tầng trên chưa xong mà. Tầng này còn có boss nữa. Ui. À, mình có cách rồi. Mình đứng ngay góc này mình quánh thôi. Đó, vậy thì mình sẽ an toàn hơn. Ui con Blaze chết rồi. Chưa lên đây đập hết mấy cái spawner trước. Rồi lượm đồ nữa, quên kiểm tra đồ nó có gì nữa ta. Coi. Táo vàng. Được, để nó dành táo vàng khi nào gần ngõ má mình quất vô một trái cho nó khỏe lại. Rồi, lấy mấy cái này. Trái tim nè. Ồ, mình hết máu mà nhặt mấy trái tim cũng ok á. Nó hồi máu lại giúp mình. Rồi, ăn trái táo vàng là làm một phát nữa nè. Rồi, vô, tấn công. Ui, đập. Đừng. Đừng cho đập cái spawner đi. Rồi một cái. Sung té cho ngõm luôn. Dạ. Cố lên. Gần được rồi. Ừ bắn. Quýnh nhau đi. Con này đang đập spawner mà heo. Bắn quýnh hoài. Rồi xong rồi. Ui đừng. Rồi. Nè một cây kiếm sắt bình thường. Để nó đi một xíu khi nào kiếm mình thư á mình nhặt. Ui kiếm sắt của mình nó cũng gần hỏng rồi. Một xíu chắc phải làm thêm cây mới á. Ui dạ. Con này. Ui ở đây còn Blaze nữa. Tòa thành này nhiều Blaze lắm luôn ấy. Ui ở đây. Mà nó quá trời lủng lỗ, mình sợ bị lọt lắm. Ui đừng có lọt. Ok. Ổn rồi. Đó đập spawner. Còn ui dạ. À chơi bắn lén hả. Chơi mà đánh lén. Rồi đập spawner ra. Một cái ổn bình thường mà một quyển sách sẵn.
À mình chưa có xẻng nè. Mình nhặt xẻng cũng được á. Rồi, đi xuống dưới tiếp nè. Cầm theo đuốc đi, có gì xuống phong quýnh không kịp ấy thì phong ấn nó lại để cho nó đừng có spawn ra. Ui ui ui. Ui ấn nhầm mở cái rương. Ui đông vậy. Ui dạ. Nữa, lại trúng cái rương. Quýnh nè. Ui nó xuất hiện con nhện mà được hiệu ứng rồi. Con đó mạnh lắm. Đó. Ui có zombie villager nữa kìa. Ui dạ. Ừ, quýnh ui dạ. Quýnh nè. Ui. Mất tiêu cái S rồi. Hình như nó lượm cây kiếm của mình. Nè, nó lượm cây kiếm rồi nè. Ui, không kịp. Ui dạ. Mình không kịp. Ui, nó rơi ra kiếm em chán kìa. Wow, đập hai luôn. Kiếm xịn. Đập ra. Rồi chạy vô. Đó, cứ một lần mình lượm một cái cũng được, thôi cũng được nữa. Đó, đập thì ui ui, con lùng mà súng. Đập ra nè, rồi xong rồi đó. Ui ui, ở dưới nó còn tràn lên nữa chứ. Ui có kiếm được enchant xịn thiệt á, nó quýnh khỏe hơn nè. Rồi lấy than nè, chút làm đuốc. Làm mấy cục than. Xương không cần đâu, rồi đi xuống dưới tiếp. Ôi, không biết cái này từng nào mới xong nữa. Ui. Ui đây nhiều kinh nghiệm. Nó rơi xuống đây. Ui nữa. Ui kiếm đâu rồi? À, đây. Đó. Ui. Ui có con gì mà nó khỏe thế. Nó bùm bùm luôn á. Ui có dài kim cương kìa. Ui đồ, lùm dài kim cương, lùm dài kim cương. Ồ. Ủa nó dài kim cương đâu rồi? Ồ cúp kim cương nữa. Dài kim cương rồi cúp kim cương luôn. Ui mấy con này hay á. Rồi, đập mấy spawner ra. Vậy. Mới đánh có một cái thôi. Ui dạ. Mới đánh có một cái thành thôi mà có đồ để xài rồi. Mũ sắt á. À mũ sắt cũng được, mình lượm mình thay vô cái mũ của mình. Mặc mũ sắt vô. Rồi cắm cái đuốc lên cái nè. Cây kiếm này còn nguyên không? Ô kiếm này gần ổng rồi. Mà thôi kệ vứt luôn đi. Giờ mình sẽ nhặt thêm mấy cái bụi đá phát sáng nữa. À, vứt đôi giày này. Vứt thịt túi rửa thì phải giữ nha. Ui hết rồi. Ồ vậy là hết rồi. Như vậy sau chuyến khám phá cái thành này á, thì mình đã nhận được một cái cây cúp không bị phá vỡ nè, vứt cúp sắt luôn. Đó, kế tiếp được một cây kiếm sắt mà được phù phép nữa. Nó kiếm sắt bự luôn nha. Rồi đi, có hai cái xô nè. Đó, lấy thêm xô. Ui, đằng kia có con gì kìa. Con gì kia giống con rắn vậy. Con gì giống con rắn vậy ta. À, con cá sấu. Cá sấu hả. Coi có vải không. Ui nó không rơi ra vảy rồi. Và vùng này thì mình thấy nó không có hexico ta. Mình nên tìm thêm mấy cái hexico ấy. Mà nãy giờ vẫn chưa gặp nữa. Để mình đi. Ui. À không, cái đó bông hoa màu xanh chứ không phải hexico. Và bên đây còn có thêm một cái tòa thành nữa nè. Hay là mình qua mình đánh nốt cái tòa thành này luôn ta. Kiếm thêm đồ. À phía trước mình nó gần tới cái cung điện ấy kìa. Để một xíu mình ghé qua cung điện coi thử. Ủa cái nhà này nó rách rưới hết trơn rồi. Cái này kiểu như cái quán nước mà bị bỏ hoang vậy đó. Ôi không biết cái này là cái gì mà nhìn đẹp vậy ta. Cái cung điện nó còn có cái nhà gì bự kế bên đó nè. Sáng ra mình phải đi khám phá chỗ đó liền luôn mới được. Rồi giờ thì ngủ một cái. À, hình như mỗi tòa thành á, thì nó sẽ cho mình một vài cái món đồ VIP khác nhau á. Như tòa thành hồi nãy mình đã được một cái cúp rồi kìa. Mình không cần phải kiểu như là đào kim cương để chế tạo cúp ấy. Đó rất là tiện. Và trên kia có cái quặng gì ta. À phía trên nó có quặng sắt kìa. Cái khối sắt với khối luli thì phải. Wow. Cái này là một cái giống như cái cung điện luôn á. Wow. Và hai cái đảo bay nữa. Bên đây cũng có cái nhà nhỏ nữa. Ui mà nhưng mà nhiều spawner bên ngoài quá. Chưa, để mình làm dấu chỗ này một cái. Mình sẽ làm nó là cung điện. Rồi mình sẽ sell ở đây một cái nha, có gì mình quay lại. Rồi giờ thì vào trong quánh luôn. Nhưng mà trước tiên á thì mình cần phải dọn dẹp đồ cái đã. Rồi ok, giờ mình sẽ dọn dẹp đồ một cái rồi mình sẽ bắt đầu vào trong để đánh chiếm cái tòa thành. Ủa cái cung điện này nha. Mình đã dọn đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ vào trong và bắt đầu đánh chiếm cái cung điện này nha. Ui mới vô đã xuất hiện mấy con skeleton rồi. Ui quýnh từng con mới được. Rồi sau đó mình sẽ đập những cái lòng spawner nha. Đây lòng. Ui mấy con này nó rơi ra mấy cái hạt giống không biết làm gì nữa. Ây da. Ui mấy con này cầm khiên nữa. Cầm đuốc lên coi. Ui còn nữa.
con này gì mình chỉ cần ai hit thôi, cái công nhận cây kiếm mình mới nhặt được á hơi bị mạnh luôn á. Rồi ồ vậy là mấy con này nó xuất hiện xong á là nó mất cái lồng spawner luôn. Vậy thì hay quá. Mình nhặt được mấy cái water essence này không biết để làm gì nữa, và mấy cái linh tan tinh chắc mình sẽ vứt đi. Rồi vứt ra và đi vào trong tiếp. Ui da, ui mấy quýnh hả, quýnh nè. Ủa mấy con này nó cho mình quá trời đồ. Ui nó còn cầm cái gậy nữa cơ. Gậy trái tim. cầm gậy trái tim nè. Rồi mấy cái nguyên tố là nhất định phải nhặt nha, để mình còn làm cây gậy nữa. Không biết cây gậy nó để làm gì nhưng mà cứ nhặt đi. Ui đây có quá trời quái nè, cắm đuốc lên đỡ mà ban đêm còn đỡ. Ui đông quá đông quá đông quá. Ui trong đây nó đông cực luôn á. Cái này phải gán sắm bộ giáp kim cương mới được. Hy vọng đánh xong chỗ này á nó cho mình mấy cái quần kim cương nè, cũng như là cái nón kim cương luôn, cho mình khỏe hẳn. Rồi tiêu diệt. Ui mày. Rồi phong ấn cái lồng spawn này lại đó. Ui phải đập luôn chứ, đập ra. Rồi ô được cái siêu. Nó nổ kìa, nguy hiểm quá. Rồi mình sẽ đặt lại cái khối này, đặt xuống một cái, cắm nút lên. À ở đây còn một hai con nữa nè, tiêu diệt luôn, tiêu diệt luôn. Hình như còn tầng hai nữa, mình sẽ cắm đuốc hết tầng nào ấy, mình sẽ cắm đuốc hết tầng đó để cho nó có ánh sáng á, và ban đêm nó không xuất hiện quái nữa. Chứ mình kiểu như là dọn dẹp xong tầng dưới mà không cắm đuốc lên ấy, ban đêm nó xuất hiện quái nữa ấy. Ui nó còn tầng dưới nữa cơ. Nó còn tầng dưới nữa các bạn ơi. Wow, hơi căng. Rồi đi lên tầng trên trước nè. Cuốc hà. Ui, mới lên đã gặp rồi. Ở ngoài này có vẻ là hết rồi nè, cắm đuốc ở ngoài trước. Đó, cắm đuốc ở ngoài ban công trước đi. À, đây còn tên hả? Đội nón có ha. Ui da, ui tên này đâu ra vậy? Ui mấy con này, mình đánh nó bay lên tít lên trên luôn ấy. Đó, mình có thể combo nó trên không luôn. À đây có rương không? À đây có rương nè. Ui cho mấy cái nguyên tố làm gì? Cầm cung. Ui đỡ nó. Mình có cái kiếm bự này cũng hay á, một cái là mình có thể đỡ được mấy cái phát bắn ấy. Đó, không cần phải dùng kiên chi cho mệt. Và hiện tại hình như mình có được cái siêu nè. Nó có hiệu ứng bảo vệ cho mình ấy, khá là hay. Và búp. Ui toàn là mấy khoáng sản không vậy? Cái này không biết mình để làm gì nữa, nhưng mà thôi kệ cứ nhặt lại đi. Rồi bên đây còn tiếp nè. Ui và giờ mình 42 level rồi, để tranh thủ mình làm cái bàn enchant trong ngày hôm nay luôn á. Mình ở đây nó có một cái bàn enchant rất là hay, chỉ cần chúng ta có được những cái endstone thôi ấy, mà cái đó thì mình có thể đào ngay ở phía dưới luôn kìa. Thiếp hút. Ok đây là cái nón VIP nè. Ui cái này nó nằm trong cái set đồ á nè. Thiếp hút. Và đây chính là công thức của cái nón nè. Cần một cái hexical diamond á. Wow. Mình đã có một cái nón của tên trộm rồi. Ở bên kia còn đường, là mình sẽ đi qua bên đây luôn. Đặt cái nón ở đây và đi lên. Đó. Wow một cái yên cửa, một cái ammo stand. Cái này dùng để treo đồ lên nè. Cũng tốt. Lấy hết. Wow cái này quá trời mấy cái endstone luôn. Để mình đào một ít ra mới được. 1, 2, 3. Cái này hình như là cần 4 hay 5 cục gì lận á. Mình sẽ đào tạm 5 cục trước đi. Cần phải có emerald. Và emerald mình có nãy rồi. Mấy cái emerald sát hình như có thể nén lại được á. Đây để mình thử nha. Hy vọng là được. Ủa không có nén lại được hả? Ủa vậy cái này để làm gì ta? Ủa vậy emerald sát mình chỉ nhặt chơi thôi hả? Không có làm được đồ hả? Ui thế thì tiếc quá. Ủa cái rương chứ emerald mình đâu mất tiêu rồi ta. Ủa cái ba lô chứ, đây ba lô này nè. Đó mình có hai cái và có quyển sách luôn. Rồi kế tiếp mình sẽ cho vào đây và chế tạo cái bàn đó như thế này. Và ta-da. Mình đã được một cái bàn essence extractor rồi. Giờ thì mình sẽ. Ủa cái bàn này là cái bàn kinh nghiệm. Cái bàn là cái bàn kinh nghiệm. Còn bây giờ mình cần phải chế tạo thêm cái bàn phù phép nữa. Đây có hắc diệm thạch nè. Mình sẽ dùng cây cúp một cái. Rồi sẽ đào hết mấy cái hắc diệm thạch này ra.
Nãy giờ mình mới để ý cây này á, không phải là cây cúp kim cương các bạn ơi, nó là cây Living Metal Bicat ấy. Giờ mình phải làm một cây cúp kim cương khác. Và lại đây thì mình gặp được cái hồ lava này có kim cương kế bên luôn nè. Sẵn tiện mình lấy gỗ một cái nha. Và sau đó mình sẽ làm một cái cây cúp kim cương, rồi chúng ta sẽ lấy kim cương nè, cũng như là đào thêm hắc diệm thạch nha. Ui giờ mình chặt chọi quá, mình phải vứt ra ngoài mới có thể chế tạo được ấy. Rồi có được một cây cúp rồi. Giờ thì mình sẽ lấy kim cương trước đi. Đây có kim cương kế bên nè. Đổ nước ra. Rồi để cho nó an toàn thì chúng ta sẽ đặt nước như vậy. Và lấy kim cương thôi, rất là đơn giản. Để coi, ui có một, đúng một viên luôn. Không có nổi viên thứ hai nữa. Mình sẽ vứt mấy cái này đổ ra que nè. Rồi, và qua đây để lấy mấy cái diệm thạch để chúng ta có thể làm được cái bàn enchant nhá. Mình đã đào xong được một ít hắc diệm thạch rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong để chế tạo cái bàn enchant nha. Sách để mình lấy ra thêm sách mới được. Cần sách để chúng ta làm nè. Và kế tiếp là cần thêm kim cương. Rồi và cho vào đây. Cần 4 cục hắc diệm thạch ở phía dưới, kim cương hai bên và sách. Ta-da! Chúng ta đã có được một cái bàn enchant rồi. Giờ bàn enchant thì mình sẽ đặt cạnh cái này luôn. Mình sẽ đặt cái cục and stone xuống và đặt ngay đây. Đó, chúng ta chỉ cần cho đồ vào đây nè và kéo lên thôi. Và để tăng cái cấp độ nó lên thì chúng ta cần phải có thêm kệ sách nữa. Và giờ thì mình không có nhiều gỗ nữa ta, phải vậy là phải chặt thêm gỗ rồi. Cắt mấy thứ linh tan tinh hết. Rồi, giờ chỉ chờ thức ăn thôi và đi xuống dưới nha. Trận chiến này hơi bị căng thẳng á. Và mình quên nữa, hôm bữa mình nhặt được cái cung mà ta. Đây cái cung bằng sắt nè. Nó. Wow, cung sắt dùng luôn. Ngại gì mà không dùng. Rồi, giờ đi xuống dưới, cắm nút lên. Không biết ở dưới có nhiều quái không nữa. Ui, ở dưới hơi bị bự luôn. Nhưng mà có đồ. Ủa? Ủa, có đất nè. Chứ không phải rương hả? Ui, dưới này đất thôi. À, đây có rương nè. Dê. Ủa mà nhiều đường vậy? Làm liều. Đừng có rớt. Hên quá. Tưởng đâu rớt là xong luôn á. Có bánh mì. Thôi kệ, lấy bánh mì cào cũng được. Rồi. À, đây là một cái đường lên nữa. Giờ mình sẽ đi xuống dưới. Ui dưới đông vậy, mình mà lỡ mà trượt chân xuống á là bị quýnh tới ngõm luôn á. Ủa tiếng gì á? Ui nguy hiểm quá. Ok đi từ từ xuống thôi. bình tĩnh. À mình có cung. Quên nữa. Đây dùng cung bắn cho nó khỏe. Creeper nè. À mình bắn 2 mũi là ngõm được con creeper rồi. Ui 3 mũi luôn. Ui phải 3 mũi mới tiêu diệt được con creeper ấy. Thắp đuốc lên. Cái này mình mà đánh chiếm xong cái tòa lâu đài đó là mình có thể vào đây để sống luôn á. Nó rất là rộng luôn. Đó mình có thể chia phòng ra. Một phòng để kiểu như là enchant, phòng để chứa đồ. Còn một phòng là để trang trí chẳng hạn. Đó có thể chia làm nhiều phòng ở. Rồi gán lên. Mục tiêu là đánh chiếm cái tòa thành này một cái. Và thắp đuốc lên. Ui cung vàng, nó có cung vàng nè. Xà cạp xích tiếp. Vứt cái này đi, mặc cái xà cạp xích xịn hơn. Lấy táo, rồi thịt bò chắc lấy luôn. Để có gì mình nấu lên mình ăn nha. À, và thắp đuốc lên một cái. Cái gì vậy? Ui. Cái này đông quá. Cái này đông quái lắm luôn ấy. Ui đông y xèo dữ luôn. Ui, nó dùng phép. Cái con kia nó dùng phép ấy. Ui nó cầm cái kiếm bự bành kia luôn kìa. Kiếm mình gần thứ rồi. Ui nó cầm cái kiếm bự thế rồi. Thôi kiếm rồi. Cầm cái này bắn đỡ đi. Bắn nè. Tắp đuốc lên một cái. Bắn nè. Bắn người nè. Nó cùng mình bắn rất là mạnh luôn nha. Và bắn người nữa. Bắn thêm một cái nữa nè. Ui hết mũi tên. Ui hết. Ui chạy. Giờ chỉ có nước chạy rồi tìm chỗ để chế tạo kiếm thôi. Ủa các bạn chế tạo ở đâu ta? Ui bạn chế tạo mình để ở trên rồi. Coi có sắt nè. Rồi giờ mình sẽ làm các bạn chế tạo ở đây đi. Mình sẽ làm gấp một cái kiếm mới được. Như vậy. Kiếm sắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi có kiếm sắt rồi. Lấy lại các bạn chế tạo và đi xuống dưới đánh tiếp nè. Ui nãy gãy kiếm thôi. Giờ có kiếm lại rồi hết sợ rồi. Chặn. Cầm. Cầm. Ui con này nó đồ kim cương nó khỏe quá. Nó cầm nguyên cái cây. Tỏ tình lần này nữa kìa. Anh này bắn tim anh kia quá trời luôn. Bắn tim. Ui mà nó cầm cái bộ đồ kim cương nó khỏe quá.
Ui, đây là lần đầu tiên mà mình đánh con Skeleton mà rơi ra kim cương đó. Ui, lần đầu tiên luôn. Hơi bị xịn đó nha. Rồi, tiêu diệt hết nè. Cắm đuốc lên. Rồi, tắt đuốc từ từ lên các bạn ơi. Đó, đây còn quá trời nữa nè. Ui, mấy con tiểu tốt này thì mình không sợ. Mấy con tiểu tốt này. Ui ha. Ui, sao nó quýnh mình cháy rồi. Chưa. Ui, xuống nước đây. Đó, lấy xuống nước ra một cái. Thu sẵn, lỡ có gì là mình còn dập nước kịp ấy. Rồi, đánh tiếp. Càng lên đây hả? Nó có con gì có hiệu ứng hay sao ấy? Nó quýnh mình bị cháy quá trời luôn. Tập đuốc lên nè, có con Enderman ở đây nữa. Mà tốt nhất không nên đụng vào nó đâu. Quýnh rồi nè. Ở trước có mấy cái rương kìa. Gán để lụm mấy cái đồ trong rương mới được. Đột, ui. Ui, nó rơi ra lọ thuốc kìa. Hồi máu tức thời. Wow, tốt á. Ui, con này nó có hiệu ứng nữa. Mạnh thế. Đó, nó rơi ra. Ủa, nó rơi ra cái mũ gì kìa. Hô hấp áp lực dưới nước. Ô, mũ xịn. Cắt vô. Đó, đồ xịn để dành từ từ xài. Cầm chỉ. Ui, con này nữa. Ui, gặp con này hoài vậy. Con quýnh mà buồn nôn ấy. Ui, đi đâu cũng gặp con này hết vậy. Để coi mình sẽ cắt kim cương vô trước cái đã. Sợ mất kim cương lắm. Ôi da. Đi lên đây, cái con này là con lính của thằng hồi nãy á. Em mình có một cái của mình nè. Ôi da. Bắn hả? Ui, con đó nó nhiều máu à. Giờ sao giờ ta? Làm liều luôn. Ba da. Làm liều luôn. Giờ có giáp à. Ôi da. Nguy hiểm, cắm đuốc lên cái. Đó. Rồi, tiêu diệt mấy con. Ui, đỡ đạn giùm. Kêu mấy con này đỡ đạn giùm mới được. Chứ nếu mình đỡ mấy con này một hồi mình bị buồn nôn ấy. Vậy khó đánh nhau lắm. Quýnh cho bay tuốt lên trời. Bay cho lên trời chơi luôn. Bay tuốt lên trời nha. Rồi, tiêu diệt xong rồi. Ôi, có thêm kim cương nữa, nhưng mà bị buồn nôn nữa. Thì cái tình hiệu ứng buồn nôn. Nó quay mồm đâu có thấy đường đâu mà quýnh nhau. Thôi, đi lên trên xíu đi. Đỡ hết buồn nôn thì quánh tiếp chứ bị buồn nôn mà đánh cái gì. Rồi, ăn vô một miếng nè. Câu lên, gần xong ấy. Cả buổi trời góp cuộc. Ơ, cơ lý nè. Ồ, sạch bọn. Ui, Creeper. Rồi, ok. Như vậy thì cô này đã sạch sẽ rồi. Còn anh Enderman với mình thôi. Enderman thì khá là hòa đồng. Mình không đụng vô anh không có đánh mình đâu. Và một cái ba lô bự luôn. Wow, mắt của Ender tiếp. Thích nha. Mình thích nhất là cái ba lô á. Mình chứa đồ được rất thoải mái. Đây, cái này thì mình sẽ chứa gì ta. Chứa đồ rơi ra từ quái đi. Đó, mình sẽ chứa những cái kiểu như là zombie xương rồi nè. Chỉ các kiểu luôn. Và chỉ trong đây á, nó sẽ giúp mình nâng cấp cái ba lô lên đây. Thành ra mình phải lấy á. Ô, tiếp nè. Và mấy cái magic essence này. Wow, mấy cái này hình như là làm cây gậy nè. Nó làm được cây staff nè. Từ cây staff chúng ta sẽ làm được mấy cây gậy khác. Ơ, và cái này hình như là dùng để bay thì phải á. Ồ, thôi, lấy hết. Và mình đầy slot rồi. Sẽ cho bớt đồ vô đây đi. Cho cái gì vào ta. Nhiều ba lô quá. Ba lô này chứa mấy cái nguyên tố nè. Nói gì là mình có thể làm được cây gậy rồi. Vậy, còn bây giờ thì mình sẽ đi lên trên một cái. Ơ, ở dưới đây còn không ta? Ở dưới đây có vẻ hết rồi. Đây có vẻ hết rồi đó. Rồi, và nhặt lại những thứ nó rơi ra nè. Wow, quá trời nguyên tố luôn, còn rương nữa. Ui, áo bảo vệ. Folklore. Là áo gì đây ta? Để coi nó có mạnh như cái giáp kim cương không nhá. Ui, nó yếu xìu à, không bằng giáp kim cương. Cái áo giáp gai, kệ nhặt tạm, lỡ mà giáp kim cương mình hư á, mình còn có cái mà xây cua. Còn bên đây là hết rồi. Rồi, như vậy thì mình đã đánh chiếm xong cái cung điện này rồi đó. Giờ thì kiểm tra hết trong đây coi có gì lấy được lấy hết luôn. Ủa, vậy là hết rồi. Vậy là hết rồi. Và phía trên mình nghe tiếng mấy con zombie rồi nha. Hình như ở trên ban đêm nghe tiếng mấy con zombie nó kêu hồi nãy giờ luôn. Ờ, đúng rồi nè, đây có con nè. Có Creeper nữa. Zombie tiểu tốt. Rồi, giờ mình sẽ nghiên cứu để sử dụng cái bàn enchant cái đã. Tại vì nãy giờ mình enchant không được. Hay là phải có sách mới cho enchant ta. Mình nghĩ chắc phải có sách nó mới cho mình enchant ấy. Cái này vứt đi. Rồi, đi lên trên lại. Đây, ui, ban đêm luôn. Cắm đuốc lên. Cắm đuốc lên một cái. Rồi, ngủ thôi.
Wow, nguy hiểm, nguy hiểm. Ngủ. Ui, quái đâu? À, dùm, cản trở giấc ngủ, cản trở giấc ngủ nè. Nhện hả, nhện cô mồm đi ra ngoài. Không, không chịu đi ra ngoài nè. Rồi, ngủ ngủ. Ngủ lẹ, ngủ lẹ, để không thôi nó vô nó làm phiền mình tiếp á. À, và bên đây nó có sale kinh nghiệm mình hay sao nè. Để mình thử coi. Bước cái này ra đi. Nè, được nè. Ồ, mình ăn cái mình lên kinh nghiệm lại rồi. Mình thử bỏ cái này vào. À, mình hiểu rồi. Nhưng mà giờ mình cần phải làm một cái kiếm. Kiếm end đó là chúng ta cần hắc diệm thạch hả? Ồ, không biết mình làm được chưa ta. Mình có một ít hắc diệm thạch trong cái ba lô này thì phải nè. Ờ, đúng luôn. Mình sẽ vứt bớt mấy cái nguyên tố này vào. Vứt. Rồi sau đó lấy hắc diệm thạch ra. Kế tiếp mình sẽ cho vào đây. Như công thức là như vậy. Ui, nhầm. Cái này ở giữa. Ui, suýt nữa là mất cái ấy rồi. Quýnh nè. Giờ mình sẽ lấy cái que quỷ lửa ra một cái. À, que quỷ lửa đâu ta? Rồi mất tiêu rồi. Đây, que quỷ lửa nè. Mình cần que quỷ lửa nè. Mình sẽ đặt ở phía góc dưới. Kế tiếp mình sẽ đặt cái mắt của Ender và những cái cục hắc diệm thạch như vậy. Ta da, một cái kiếm Ender Giant Sword. Đó, giờ mình sẽ cho vào cái bàn enchant. Mình sẽ enchant cái sắc bén là đầu tiên nè. Ờ, búp khe, vậy là chúng ta cần sách rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài á, để chặt thêm gỗ nha. Cái bàn enchant đó hình như nó cần sách đấy các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình farm thêm được một ít gỗ nha. Mình đã ra ngoài và chặt được thêm một ít gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ đổi hết ra mấy cái ván nha. Sau đó mình sẽ lấy những cái da bò ra. Rồi sau đó mình sẽ... Ôi, những quy sách chứ, nhầm. Da bò đâu có làm được kệ sách đâu. Rồi, và sách thì để ở phía trên. Gỗ ở phía dưới như vậy. Đó, mình được 8 cái kệ. Mình sẽ lấy lại gỗ và đặt xung quanh cái bàn enchant coi. Sẽ đặt ngay vị trí nào ta? Sẽ đặt ngay đây đi. Đó, đây 2 và đây 2. Rồi một cái giữa. Cái tiếp lôi cái bàn enchant ở bên kia. Giờ thì nó chưa có đủ sách đấy. Thành ra mình sẽ đặt tạm như vậy thôi nhá. Khi nào có thêm mấy cái sách thì mình sẽ nâng cấp lên sau. Cho cái này vào. Đó, sắc bén lên 5 nè. Dây, đánh mặt lùi. Thôi thôi thôi, đánh mặt lùi từ từ đi. Khía cạnh nhạc nè, nhạc phải lên mắt luôn. Có nên ép nhạc không ta? Không bị phá vỡ là phải ép rồi nè. Đó, không bị phá vỡ. Kế tiếp, nó còn có mấy cái dòng này nữa. Mình không biết có nên ép vào hết không nè. Đánh mặt lùi thì mình đang phân vân giữa mấy cái dòng này. Và bây giờ để mình thử mình lấy cái quả này coi. Đó, ăn vô một cái. Ta-da, lên lại 45 cấp rồi. Và mình sẽ tiếp tục enchant. Và nút R này không biết để làm gì ta. Để mình thử nha. À, R là để sửa các bạn ơi. Ôi, vậy là mình có cái... Ôi, có cái bàn enchant này mình sửa lại đồ được nè. Ôi, xịn. Mà bước đi, giờ có kiếm xịn rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ lấy lại kinh nghiệm nè. Ăn vô một cái. Chắc mình sẽ ép hết cây kiếm của mình luôn á. Đánh mặt lùi ép luôn đi. Ép đánh mặt lùi nè. Khía cạnh của lửa. Ép luôn, nhặt. Ép luôn, rồi. Ra đây lấy kinh nghiệm ăn một cái. Đó, ép tiếp. Và cái áo giáp của mình phải ép luôn. Nó ép cái nón của mình nữa. Nón hô hấp đào nhanh áp lực dưới nước gì. Ép láng vô. Yay. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có được một cái bàn enchant rất là xịn nè, cũng như là cái bàn kinh nghiệm và nhặt được cái nón của tên trộm rồi, và mình cũng đã enchant được khá. Trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ đi xung quanh á để tìm thêm những cái công trình để chúng ta chuẩn bị đi đánh tiếp nha. Ở đây còn rất là nhiều những cái tòa thành nè xung quanh đây á các bạn, để từ từ mình sẽ khám phá hết để tìm ra thêm được những món đồ VIP hơn nha. Và nếu các bạn thấy thích series này á thì đừng quên để lại cho mình một like để mình có thêm động lực làm tiếp những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.